Biên 1 là một vùng đất cổ. Cách đây 2.000 năm đã có cư dân sinh sống, lập thành trại Mục Lân. Thế kỷ thứ 15, trại Mục Lân thuộc huyện Mỹ Lương, của Quốc Oai, Đảo Sơn Tây. Đầu thế kỷ 19, trại Mục Lân đổi thành xã Nhân Mục thuộc tổng Gia Cát, huyện Mỹ Lương, phủ Quốc Oai. Năm 1849, xã Nhân Mục thuộc tổng Cần Kiệm, huyện Thạch Thất. Đầu thế kỷ 20, xã Nhân Mục đổi thành xã Mục Uyên. Xã Mục Uyên gồm có 4 giáp, gồm Cử Viên, Cầu Giáo, Dầu Vừa, Cầu Sông. Năm 1946, Mục Uyên sát nhập vào xã Tân Xã. Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất kính thưa đồng chí Nguyễn Trường Giang, quyền ủy viên trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Thạch Thất. Kính thưa đồng chí Nguyễn Đình Tùng, quyền ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, trong không khí vui tươi phấn khởi của toàn đảng toàn dân ta đang hân hoan chào mừng kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch.